Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm đã tích cực ra quân tập trung xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông và hành lang thủy lợi. Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý đất đai và xây dựng tại địa phương. Gia đình ông Cường ở thôn Minh Khai xây dựng gần 300 mét vuông nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp để làm xưởng tái chế nhựa nhiều năm nay. Không chỉ xây dựng xưởng, gia đình còn xây dựng các công trình phụ trợ khác. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động, đến nay, gia đình ông đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của địa phương, của tỉnh, tự giác tháo dỡ vi phạm để trả lại mặt bằng cho Ủy ban Nhân dân thị trấn quản lý. Nghe cái chủ trương giải tỏa, nói chung là nhân dân chấp hành, đang tháo dỡ, cá nhân tôi và các cháu gần đây đều dỡ hết rồi. Theo thống kê, hiện toàn thôn Minh Khai có 78 công trình nhà tạm, xưởng vi phạm trên đất nông nghiệp và khoảng hơn 10 công trình vi phạm trên hành lang giao thông thủy lợi. Theo ghi nhận, từ sự vận động của chính quyền địa phương đến sáng ngày 25 tháng 9, đã có 77 trên 78 hộ dân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình. Số còn lại, thôn sẽ tiếp tục tuyên truyền và cương quyết xử lý. Sau khi được các cấp chỉ đạo, thì cấp ủy thôn Minh Khai đã đi tuyên truyền vận động nhân dân. Trước tiên, các hộ đã tự giác tháo dỡ, phần đất nông nghiệp của gia đình sẽ tự giác trồng lom và sau đó vẫn là bảo đảm cái vấn đề vệ sinh môi trường. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh có tổng số hơn 500 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang công trình thủy lợi và đất công ích do Ủy ban Nhân dân thị trấn quản lý với diện tích khoảng trên 50.000 m². Trong năm 2023 và 8 tháng của năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị trấn tổ chức 8 đợt ra quân và đã xử lý giải tỏa được 247 vi phạm các loại. Đối với các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông và vi phạm trên đất nông nghiệp thì tỷ lệ xử lý đến nay đạt trên 90%. Sau khi tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm thì chúng tôi sẽ lập biên bản và ban hành nghị quyết chỉ đạo lãnh đạo cụ thể giao về trách nhiệm cho các đồng chí trưởng thôn phố và ban chi ủy thôn phố và quản lý địa bàn. Hai là giao nhiệm vụ cho lực lượng công an là tăng cường công tác quản lý tuần tra và bám nắm địa bàn, kịp thời báo cáo những trường hợp vi phạm để xử lý dứt điểm ngay từ đầu, tránh coi như là trường hợp là tái lấn chiếm. Để công tác quản lý đất đai dần đi vào nền nếp, thị trấn Như Quỳnh luôn xác định việc tổ chức thực hiện kế hoạch 93A là việc làm thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng. Thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan khi để xảy ra vi phạm